Bản tin toàn cảnh quốc tế ngày 27 tháng 1. Thủ tướng Qatar có thể sẽ thăm Mỹ vào tuần tới. Thủ tướng Đức sẽ đến Mỹ để thảo luận viện trợ cho Ukraine. Vì cuộc xâm lược của Nga, Mỹ sẽ khai triển vũ khí hạt nhân ở Anh lần đầu tiên sau 15 năm. Lao động nước ngoài Nhật Bản lần đầu tiên vượt 2 triệu, dẫn đầu là người Việt. Trung Quốc sẽ mở rộng trồng cây biến đổi gen gây nhiều lo ngại. Phụ huynh Trung Quốc tố cáo bác sĩ lừa dối để lấy nội tạng của con mình. Quý vị đang theo dõi mục toàn cảnh quốc tế ngày 27 tháng 1 của DKN. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chính của bản tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính mời quý vị cùng thưởng thức cà phê sạch Buôn Ma Thuột, cà phê đồng minh rang xay mộc, Robusta, thơm nồng, đắng đậm, không chua, tạo bọt tốt. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945689573. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, theo trang Abonditor đưa tin, Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani sẽ thăm Hoa Kỳ vào tuần tới khi quốc gia vùng vịnh này làm trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas. Trích dẫn các nguồn quen thuộc với vấn đề này, nguồn tin cho biết Thủ tướng Qatar có thể sẽ gặp các quan chức hàng đầu của chính quyền Tổng thống Biden và các nhà lập pháp Hoa Kỳ khi ở Washington DC. Một nguồn tin an ninh nói với hãng tin AFP cho biết Thủ tướng Qatar dự kiến tới Paris trong những ngày tới để gặp Giám đốc Cơ quan Tình báo An ninh Hoa Kỳ William Burns và các chỉ huy tình báo hàng đầu của Israel và Ai Cập. Trong một động thái khác, theo Bloomberg, Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ tới Washington vào nửa đầu tháng 2 để gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden. Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc hỗ trợ thêm cho Ukraine. Hai nhà lãnh đạo đã có kế hoạch tập hợp sự ủng hộ xung quanh vấn đề viện trợ cho Ukraine vào thời điểm tranh chấp đang nổ ra tại Quốc hội Hoa Kỳ về an ninh biên giới. Trong đó, khoản viện trợ 61 tỷ USD cho Kyiv được đưa vào dự luật và sự chậm trễ trong việc Liên minh châu Âu phân bổ khoản viện trợ trị giá hơn 54 tỷ USD cho Ukraine. Cuốn tin cho hay, cuộc gặp song phương tại Tòa Bạch Ốc dự kiến sẽ được tổ chức vào tuần thứ hai của tháng 2. Trước đó, Thủ tướng Đức Scholz kêu gọi các đồng minh tăng cường viện trợ cho Ukraine, cho rằng các nước EU chưa làm đủ để giúp đỡ Kyiv. Hôm 25 tháng 1, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby cho biết, Washington tin vẫn còn nhiều năng lượng trong mạng lưới liên minh, đồng minh và đối tác để viện trợ Ukraine. Trong một thông tin khác, theo tờ The Telegraph, Hoa Kỳ có kế hoạch khai triển vũ khí hạt nhân tới Anh lần đầu tiên sau 15 năm khi mối đe dọa từ Nga ngày càng gia tăng. Hợp đồng xây dựng cơ sở mới tại căn cứ không quân Hoa Kỳ đóng tại Anh là Lincoln Hill ở Suffolk xác nhận rằng Washington có ý định khai triển đầu đạn hạt nhân tại căn cứ, chúng mạnh gấp 3 lần quả bom ném xuống Hiroshima, Nhật Bản. Hoa Kỳ đã loại bỏ đầu đạn hạt nhân khỏi Vương quốc Anh vào năm 2008 vì tin rằng mối đe dọa chiến tranh lạnh từ Nga đã giảm bớt. Cuốn tin viết rằng việc tiết lộ thông tin này diễn ra sau khi có cảnh báo rằng các nước NATO cần chuẩn bị cho công dân của họ về cuộc chiến với Nga. Kính thưa quý vị, theo Bộ Lao động Nhật Bản hôm 26 tháng 1, số lượng công dân nước ngoài làm việc tại nước này lần đầu tiên đã lên tới 2 triệu. Khi Tokyo tiếp nhận nhiều công dân nhà máy, người chăm sóc và các lao động khác từ Đông Nam Á. Con số trong tháng 10 đã tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái, lên gần 2,05 triệu. Tốc độ tăng trưởng cao hơn 6,9 điểm phần trăm so với tháng 10 năm 2022. Theo quốc tịch, người Việt Nam chiếm 25,3% số lao động, ở mức hơn 500.000 người. Tiếp theo là gần 400.000 công nhân Trung Quốc và hơn 200.000 người từ Philippines. Về trình độ cư trú, các cá nhân có thị thực được cấp cho những người trong lĩnh vực chuyên môn tăng nhiều nhất. Trong dòng đó, những người được phân loại là công nhân lành nghề được chỉ định đã tăng 75,2% lên hơn 138.000 người, bao gồm gần 70.000 người Việt Nam và hơn 25.000 người Indonesia. Số lượng công nhân lành nghề được chỉ định của Indonesia đã tăng gấp đôi so với một năm trước đó. Tổng số lao động từ Indonesia đã tăng 56%, tốc độ nhanh nhất trong số tất cả các quốc tỉnh. Nhật Bản đã thiết lập thị thực lao động có tay nghề cụ thể để giảm bớt tình trạng thiếu lao động trong các lĩnh vực khác nhau. Thí sinh phải vượt qua các bài kiểm tra kỹ năng và kiểm tra tiếng Nhật. Nhiều người trong số những người đó có thị thực này làm việc trong ngành sản xuất hoặc chăm sóc điều dưỡng. Các chuyên gia có tay nghề cao bao gồm các nhà nghiên cứu, kỹ sư và nhà quản lý. Những người lao động như vậy được hưởng ưu đãi về mặt cư trú dựa trên quá trình làm việc và thu nhập hàng năm của họ. Đồng nghĩa điều hơn được cho là sẽ làm giảm sức hấp dẫn của việc làm tại Nhật Bản. Tuy nhiên, số lượng lao động đổ vào nước này vẫn tiếp tục tăng. Yếu tố lớn nhất là mức lương cao hơn
và Nhật vẫn đưa ra. Bất ổn chính trị và kinh tế ở nước ngoài cũng đẩy người lao động đến Nhật Bản. Nhân viên đến từ Myanmar, nơi quân đội nắm quyền kiểm soát chính phủ vào năm 2021, đã tăng 49,9% trong năm. Quỹ tiền tệ quốc tế ước tính rằng một quốc gia sẽ trải qua quá trình di cư sang các nền kinh tế tiên tiến cho đến khi tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người tăng lên khoảng 7.000 USD. Năm 2022, GDP bình quân đầu người của Việt Nam là 4.163 USD, trong khi Indonesia ở mức là 4.788 USD. Các chuyên gia có tay nghề cao được phép đưa các thành viên gia đình và thị thực của họ. Tổng số công dân nước ngoài sở hữu nhà ở dạng gia đình vào tháng 6 năm 2023 là khoảng 245.000, gấp đôi so với một thập niên trước đó. Chuyển sang phần tin liên quan đến Trung Quốc. Các cơ quan liên quan của chính phủ Trung Quốc mới đây tuyên bố rằng nước này sẽ mở rộng trồng đậu nành và ngô biến đổi gen với hy vọng tăng sản lượng, giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu và bảo đảm an ninh lương thực. Một số nhà phân tích cho rằng với sự mờ ám và thiếu giám sát trong nhiều hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc, rất khó để ngăn chặn các thành phần biến đổi gen chảy vào chuỗi thức ăn của con người, gây hại cho sức khỏe người dân. Tại cuộc họp báo do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức ngày 23 tháng 1, ông Phan Văn Bắc, Cục trưởng Cục Quản lý Công nghiệp Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn cho biết, Trung Quốc sẽ khai triển thí điểm dự án công nghiệp hóa ngô và đậu nành biến đổi gen vào năm 2021. Vào năm 2023, phạm vi thí điểm đã được mở rộng đến 20 quận và ở 5 tỉnh, khu vực Hà Bắc, Nội Mông, Cát Lâm, Tứ Xuyên và Vân Nam. Đồng thời, việc sản xuất hạt giống sẽ được bố trí ở Cam Túc. Gần đây, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn đã phê duyệt một số giống ngô và đậu tương biến đổi gen, đồng thời cấp giấy phép sản xuất và vận hành hạt giống ngô và đậu tương biến đổi gen cho 26 công ty. Tuy nhiên, diện tích trồng thực tế phải tuân thủ các thỏa thuận công nghiệp hóa giống sinh học quốc gia. Ông Đặng Tiểu Cương, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho biết tại cuộc họp báo rằng chiến dịch khôi phục ngành trồng trọt đã đạt được những kết quả bước đầu, với cuộc điều tra dân số quốc gia lớn nhất về nguồn gen nông nghiệp đã hoàn thành và hơn 530.000 của gen mới được thu thập. Trung Quốc là nước nhập khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới, nhập khẩu hơn 100 triệu tấn đậu nành và ngũ cốc mỗi năm để nuôi đàn gia súc khổng lồ của mình. Việc nước này trồng cây biến đổi gen trên quy mô lớn dự kiến sẽ làm tăng sản lượng, do đó làm giảm sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu từ các nước như Hoa Kỳ và Brazil. Ông Lý Nguyên Hoa, nguyên phó giáo sư tại Đại học Sư phạm thủ đô Bắc Kinh cho biết, nếu một số quốc gia có quy định pháp luật rõ ràng và thực thi tiêu chuẩn này rất nghiêm ngặt, thì với một số nỗ lực mới, tôi không nghĩ không vấn đề gì, bởi vì dù sao thứ này cũng đã xuất hiện rồi. Tuy nhiên, nếu không có cơ sở khoa học và sự kiểm soát chặt chẽ, do tình trạng thiếu lương thực hiện nay, hàng năm cần hàng trăm triệu tấn nhập khẩu như đậu nành, ngô. Và nếu muốn bắt đầu tăng sản lượng nhanh chóng thì cũng giống như thực hiện đợt đại nhảy vọt, bất chấp hậu quả, tác hại gây hại là rất lớn. Chuyên gia Lý nói thêm rằng, vào tháng 11 năm ngoái, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết chưa đến 3% sản phẩm biến đổi gen trước đây không cần dán nhãn. Tại sao những thứ biến đổi gen lại bắt đầu không cần dán nhãn? Và làm sao để kiểm soát được 3% này? Cụ thể hơn, nếu sử dụng ngũ cốc biến đổi gen để làm thức ăn chăn nuôi, thực phẩm biến đổi gen có rất nhiều loại. Vậy, loại được dùng có an toàn không? Bắc Kinh bắt đầu thử nghiệm vào năm 2021 và quảng bá mạnh mẽ sau 2 năm. Ngoại giới dự đoán rằng, trong vài năm nữa, một số lượng lớn cây trồng biến đổi gen của Trung Quốc sẽ ra đời, thiếu sự kiểm soát nghiêm ngặt, bất chấp hậu quả. Đến khi Trung Quốc có thể nhập khẩu ít lương thực hơn, hoặc vì căng thẳng quốc tế và muốn dùng vũ lực xâm chiếm Đài Loan, hoặc nếu bị áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế, họ vẫn có lương thực. Vậy đây sẽ là một chính sách của chính phủ độc tài không quan tâm đến an toàn thực phẩm của con người và trân trọng mạng sống con người. Chuyên gia Lý Nguyên Hoa nói rằng, nhiều thứ do chính phủ Trung Quốc mở rộng sản xuất đã gây hại nghiêm trọng. Giờ họ lại giới thiệu sản phẩm biến đổi gen trên quy mô lớn, tương đương với việc không quan tâm chút nào đến tính mạng của người dân Trung Quốc. Điều này thật đáng sợ, tăng sản lượng hoàn toàn là một nhiệm vụ chính trị. Ông Jonathan Liu, giáo sư y học cổ truyền Trung Quốc tại Đại học Công lập Canada cho hay, sản xuất ngũ cốc hiện tại của Trung Quốc không thể tự cung tự cấp và cần nhập khẩu ngũ cốc cũng như một lượng lớn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Bắc Kinh muốn phát triển biến đổi gen của riêng mình, nghĩa là họ sẽ tự chủ và có thể kiểm soát sự an toàn. Họ nghĩ chỉ có động vật ăn thì sẽ an toàn, nhưng không hẳn là như vậy. Bởi vì việc này mang tính chu kỳ. Ví dụ, người ăn thịt bò hay thịt lợn thì những thứ biến đổi gen rồi sẽ vào cơ thể con người. Vì vậy, việc chỉnh sửa gen nói chung là vấn đề dè dặt. Việc tiêu thụ thịt là điều không thể tránh khỏi. Giáo sư Jonathan Liu tin rằng, ở Trung Quốc, nhiều hoạt động của chính phủ không rõ ràng,
Vì vậy rất khó để ngăn chặn nhiều nguyên liệu biến đổi gen xâm nhập vào chuỗi thức ăn của con người. Chưa kể đến loại đậu nành này, đó là một loại nông sản biến đổi gen, có thể dễ dàng chế biến thành nhiều loại thực phẩm khác nhau và có thể bán trên thị trường. Bởi vì nó rẻ, nếu nhiều người tìm kiếm lợi nhuận thì đó là trái đạo đức. Chỉ cần kẻ xấu không bị bắt hoặc nếu sự giám sát của chính phủ không chặt chẽ, về cơ bản, các sản phẩm gây hại sẽ bị tung ra thị trường. Một đoạn video được người dân Trung Quốc đăng tải cho thấy trong một trang trại chăn nuôi lợn, nhiều con lợn có u đang to bằng quả bóng đá hoặc quả bóng bầu dục treo lủng lẳng trên bụng. Người dân Trung Quốc nghi ngờ nguyên nhân là do thức ăn làm từ cây trồng biến đổi gen. Họ rất lo lắng khi nói rằng ăn những thứ này vào cơ thể sẽ có u đang. Vậy con người sẽ ra sao sau khi thịt lợn chứa lượng lớn độc tố biến đổi gen, có thể bị ung thư hoặc vô sinh? Chuyển sang phần tin cuối. Các phương tiện truyền thông chính thức của chính phủ Trung Quốc đã đưa tin rầm rộ liên quan đến nhiều người trẻ tuổi bị chết não và hiến nhiều nội tạng, đồng thời họ bị thẩm vấn về tội giết người để kiếm tiền. Một phụ huynh ở Vũ Hán đã kiên trì tố cáo các bác sĩ khai ban rằng con mình bị chết não và lừa gia đình hiến nội tạng của con mình. Kể từ tháng 12 năm 2023, một cư dân mạng đã sử dụng tên thực tuyến tố cáo một bác sĩ tên Lý từ Bệnh viện Đồng Tế ở Vũ Hán. Bệnh viện này trực thuộc Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tế thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung. Phụ huynh này cáo buộc bác sĩ về việc lừa dối các gia đình và các bệnh nhân đã bị chết não để lừa họ hiến nội tạng gây ra cái chết cho nhiều bệnh nhân lẽ ra có thể hồi phục. Hiện tại, hầu hết các video bị báo cáo trên Douyin và trang Bilibili đều đã bị xóa. Tuy nhiên, một số bài đăng trên Weibo và Toutiao vẫn tồn tại. Cư dân mạng này cho biết đứa con 28 tuổi của anh nhập viện tại Bệnh viện Đồng Tế, bác sĩ điều trị Lý Bỗ Bỗ đã điều trị một cách thụ động và từ chối phẫu thuật. Ông đã hai lần tuyên bố đứa trẻ chết não chỉ dựa trên kết quả chụp chiếu CT và thuyết phục gia đình hiến tạng. Gia đình không chịu, bác sĩ còn làm giả hồ sơ tử vong, điện tâm đồ tử vong, cấu kết với nhân viên nhà xác và nhà tang lễ để lấy trộm nội tạng của đứa trẻ. Ảnh chụp màn hình trang web do người tố cáo đăng tải cho thấy vào ngày 27 tháng 11 2023, người tố giác đã trực tiếp thẩm vấn bác sĩ Lý thông qua tính năng tư vấn trực tuyến của trang web y tế. Theo thông tin được tiết lộ trong ảnh chụp màn hình ngày 2 tháng 6, một thực tập sinh của bác sĩ Lý đã nói với gia đình rằng bệnh nhân đã chết não và không có cơ hội sống sót nên không nên phẫu thuật. Ngày 10 tháng 6, đích thân bác sĩ Lý nói với gia đình rằng bệnh nhân đã chết não. Phóng viên đài NTD TV đề cập rằng sau khi gia đình tố cáo bác sĩ Lý với Bệnh viện Đồng Tế, bệnh viện không những từ chối điều tra hay trừng phạt ông mà còn thăng chức cho bác sĩ lên giáo sư cấp 3 trong lần thăng chức chức danh chuyên môn sau đó. Người tố cáo cũng trích dẫn lá thư của một bác sĩ khác tại bệnh viện. Vị bác sĩ này khai rằng ông đã bị lãnh đạo cấp cao của trường học và bệnh viện đàn áp trong quá trình thăng chức danh nghề nghiệp và không được thăng chức giáo sư cấp 3. Tuy nhiên, bốn bác sĩ khác không có năng lực bằng ông lại được thăng chức, trong đó bao gồm bác sĩ họ Lý bị gia đình nạn nhân tố cáo. Thư của vị bác sĩ đó đều rõ rằng bác sĩ Lý hiện đang tiếp nhận các tố cáo dư luận và các vụ kiện y tế từ gia đình bệnh nhân do nghi ngờ mổ cướp và bán nội tạng của bệnh nhân. Đây là một sai lầm lớn trong quá trình hành nghề của ông. Hàng loạt bài viết của người nhà bệnh nhân cho thấy ban đầu người nhà nhiều lần tố cáo bác sĩ Lý lên lãnh đạo Bệnh viện Đồng Tế nhưng đều vô ích. Người nhà bắt đầu công khai đặt câu hỏi liệu hành vi của bác sĩ Lý có phải là hành vi được bệnh viện ngầm chấp thuận hay không. Sau đó, gia đình đã báo cáo vụ việc lên công an, Ủy ban Y tế và Ủy ban Kiểm tra, Giám sát Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, yêu cầu bác sĩ Lý và Bệnh viện Đồng Tế điều tra kỹ lưỡng, đồng thời yêu cầu bệnh viện không được phép trở thành một nơi hợp pháp để các bác sĩ độc ác giết người theo ý muốn. Hiện tại không thể xác định liệu bác sĩ Lý và Bệnh viện Đồng Tế có liên quan đến hành vi cố ý lừa đảo và đánh cắp nội tạng của bệnh nhân hay không, nếu chỉ dựa trên thư trình báo của gia đình bệnh nhân. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ở Trung Quốc có nhiều học sinh bị mất tích, đặc biệt là sau vụ án mất tích bí ẩn của học sinh Hồ Hợp Vũ ở tỉnh Giang Tây. Tội ác thu hoạch nội tạng của trong hệ thống Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị nghi ngờ. Một số cư dân mạng cho rằng người nhà của những bệnh nhân nói trên còn quá ngây thơ, vẫn đang tưởng rằng chính phủ sẽ điều tra kỹ lưỡng sự thật về tội ác thu hoạch nội tạng từ người còn sống. Nhưng họ không biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là tổ chức gây nên tội ác này. Họ đứng đằng sau hậu trường và là thế lực hưởng lợi cuối cùng. Nhiều năm trước, Bệnh viện Đồng Tế được đề cập đến ở trên đã nằm trong danh sách điều tra của Tổ chức Quốc tế điều tra cuộc đàn áp pháp luật công do bị nghi ngờ thu hoạch nội tạng quy mô lớn từ các học viên pháp luật công.
Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã thúc đẩy mạnh mẽ việc hiến tạng trong trường học và khuyến khích thậm chí ép buộc học sinh hiến tạng. Đồng thời, các phương tiện truyền thông của Đảng rầm rộ đưa tin một thiếu niên đã thiếu nhiều bộ phận cơ thể sau khi nhập viện và bị chết não. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, chỉ riêng trong tháng 1 năm nay đã có ít nhất 5 trường hợp được báo cáo đó. Nhiều người trong số họ bị thông báo là chết não do tai nạn ô tô, trong khi những người khác chỉ đơn giản là bị chết não do ngã khi đang đi xe đạp. Nhiều cư dân mạng nghi ngờ những trường hợp chết não này là do con người gây ra. Thưa quý vị, mục toàn cảnh quốc tế của DKN đến đây xin tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được những thông báo với những bản tin mới nhất của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.